Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Weird Showbiz. Tết năm nay, Trấn Thành lại tiếp tục gây chú ý tại phòng vé với bộ phim mới mang tên Mai. Bên cạnh những diễn viên quen thuộc đã từng xuất hiện trong các bộ phim trước đó, bộ phim lần này khán giả được thấy một gương mặt mới, Phương Anh Đào. Mới trong phim của Trấn Thành, nhưng lại quá quen thuộc với màn ảnh Việt trong những năm gần đây. Vậy có điều gì hay ho về nàng thơ mới của Trấn Thành? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay các bạn nhé. Let's go! Khi nhắc tới cái tên Phương Anh Đào, hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng cô diễn viên này tên là Phương Anh và Đào chính là họ. Tuy nhiên, sự thật là Đào vừa là họ lại vừa là tên của cô, Đào Phương Anh Đào. Nữ diễn viên sinh năm 1992 trong một gia đình không mấy khá giả ở Bạc Liêu, cô từng chia sẻ với báo chí rằng cha mẹ cô phải bán xôi ở một khu chợ thuộc thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu để trang trải cuộc sống, nuôi các con khôn lớn. Mẹ tôi bán xôi từ năm tôi học lớp 4 đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ngại vì chuyện đó, vì tôi lớn lên nhờ gánh xôi của mẹ. Mỗi lần về quê, tôi đều ra bán xôi, đỡ đần cho cha mẹ. Cứ 5 đến 6 giờ sáng là lại ra chợ, mẹ bán còn tôi thu tiền. Khi được hỏi có bao giờ mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, nữ diễn viên chia sẻ, cha mẹ lao động chân chính nên tôi càng phải tri ân điều đó. Có thể cha mẹ không dạy tôi nhiều điều tri thức, nhưng dạy tôi những điều khác, lớn lên từ mùi đời nên nhờ vậy tôi có thể tự lập được. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ Phương Anh Đào ở với ngoại, còn em trai thì sống với cha mẹ. Suốt 8 năm xa cách, cô chỉ được gặp đấng sinh thành 2-3 lần mỗi năm do cha mẹ làm ăn xa. Lúc gặp cha thì không được gặp mẹ và ngược lại. Hình ảnh cha mẹ trong cô khi đó khá mờ nhạt. Đến khi ngoại mất, cô mới dọn về sống cùng cha mẹ và em trai. Sau khi học xong lớp 12, cha mẹ hướng cô theo nghề làm tóc, làm móng nhưng cô muốn học lên tiếp. May mắn là mẹ cô rất ủng hộ điều đó. Nữ diễn viên từng đăng ký vào trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên cũng có không ít lời bàn ra tán vào, cho rằng ngành này cần rất nhiều tiền và hào nhoáng, không phù hợp với cô gái miền Tây vốn đã quen cuộc sống giản dị chân chất như Phương Anh Đào. Thế là cô rút đơn dự tuyển vì sợ điều kiện gia đình không đáp ứng được. Sau này, Phương Anh Đào học quản trị kinh doanh nhưng cảm thấy không phù hợp nên quyết định đăng ký thi lại trường sân khấu điện ảnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Trước khi trở thành nàng thơ mới của Trấn Thành, Phương Anh Đào từng được nhiều fan hâm mộ gọi là nàng thơ của Đen Vâu vì cô thường xuất hiện trong MV của rapper này với nhiều tác phẩm như bài này chill phết, diễn viên tồi, thậm chí cô còn từng khoe giọng trong MV lối nhỏ của Đen Vâu. Phương Anh Đào chia sẻ khi Đen rủ, bé Đào, em đi hát cho anh được không? Là cô say yes luôn mà không suy nghĩ nhiều. Cũng nhờ việc kết hợp ngẫu hứng như vậy nên làm gì cùng với rapper lối nhỏ cũng đều thấy thú vị. Kết hợp ăn ý với nhau nhiều lần nên rất nhiều fan đẩy thuyền nàng thơ nên đôi với nhà thơ của rap Việt. Tuy nhiên, nữ diễn viên chia sẻ cô và Đen Vâu chỉ là bạn bè đồng nghiệp trong giới. Không chỉ đóng trong MV của Đen Vâu, trước đó Phương Anh Đào cũng đã là một cái tên đắt lời mời đóng MV như Ngày Gặp Lại của Dương Triệu Vũ, Xin Em của Bùi Anh Tuấn hay Ngốc của Hương Tràm. Mặc dù xuất hiện nhiều trong các MV ca nhạc, chụp hình quảng cáo, nhưng Phương Anh Đào khẳng định chỉ tập trung vào diễn xuất chứ không có kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực khác. Tốt nghiệp khoa diễn viên trường sân khấu điện ảnh năm 2014, được đào tạo bài bản về diễn xuất, lại có nhan sắc nổi trội, chiều cao ấn tượng cùng thần thái rạng ngời, Phương Anh Đào được đánh giá rất cao và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Năm 2014, cô từng tham gia sitcom Kim Chi Cà Pháo và tạo được dấu ấn tốt đẹp cùng lối diễn tự nhiên, không quá gượng ép của mình. Năm 2015, cô nàng tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất và gu thẩm mỹ chất lừ khi góp mặt trong sitcom Triệu View Chiến Dịch Chống Ế 2. Tuy nhiên, phải đến năm 2018, cái tên Phương Anh Đào mới chính thức được nhiều người biết đến hơn vì có tới tận 3 phim điện ảnh được ra mắt liên tiếp vào mùa hè năm đó. Em Gái Mưa, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và Chàng Vợ Của Em. Ấn tượng nhất có lẽ là bộ phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Đây không chỉ là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Phương Anh Đào, mà theo chia sẻ của chính nữ diễn viên, tham gia bộ phim này là lần đầu tiên cô có cảm giác được cháy hết mình với vai diễn. Bộ phim đến với cô vào lúc cô chông chênh nhất giữa đam mê diễn xuất và cân bằng cuộc sống kiếm tiền. Bỏ ra sự kiên nhẫn và rất nhiều cố gắng mà sự nghiệp vẫn không đến đâu. Được làm việc trong một ekip làm phim trẻ, nhiều câu chuyện và nhiệt huyết, Đào thấy được truyền cảm hứng rất nhiều. Mình được vực dậy về mặt tinh thần, tìm lại được lửa nghề. May mắn là Đào được tham gia nhiều dự án phim thú vị sau đó. Bộ phim là hành trình của cô gái trẻ Nhật Hạ đến thị trấn Higashikawa, Hokkaido, Nhật Bản để tìm kiếm cha, một nghệ sĩ chụp ảnh phim danh tiếng. Hành trình của Hạ rẽ sang hướng mới khi cô gặp chàng trai Nhật Bản Akira, học trò của cha và tìm cách thuyết phục anh dẫn cô đến những nơi cha từng chụp ảnh.
Khi một tình cảm nhẹ nhàng trong trẻo bắt đầu nảy sinh giữa hai người thì cũng là lúc Hạ phát hiện ra những sự thật về cha và Akira, nhắm mắt thấy mùa hè đầy chất thơ nhưng cũng mang nhiều thông điệp thực tế từ cuộc sống. Phương Anh Đào trong vai Nhật Hạ có diễn xuất trong sáng nhẹ nhàng, những giọt nước mắt được tiết chế, xử lý, tạo nên phân cảnh xúc động chân thực, bình dị, hòa quyện màu sắc phim, bộc lộ cá tính nhân vật và tác động sâu sắc đến cảm nhận của người xem. Với một ekip làm phim trẻ và mới, thậm chí thời điểm đó Phương Anh Đào vẫn là một cái tên rất mới. Cô là người được chọn thứ hai sau khi nữ diễn viên Kim Nhã, vì thay đổi lịch quay đã không thể tham gia cùng đoàn. Bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè vẫn có nhiều lỗ hổng và thiếu sót, nhưng nếu đồng ý để cảm xúc dẫn dắt, để hình ảnh xanh mát, những âm thanh trong trẻo ngọt ngào đáng yêu còn đọng lại, sau tất cả, khi ra khỏi rạp, nhắm mắt lại, chúng ta sẽ thấy được mùa hè. Bộ phim ra mắt vào mùa hè năm 2018 và Phương Anh Đào đúng là nàng thơ của những nàng thơ. Cô được khán giả gọi là nàng thơ của mùa hè vì nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp đằm thắm của mình. Với vai chính điện ảnh đầu tay đầy ấn tượng này, cô đã thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2018. Chưa đầy một tháng sau bộ phim của đạo diễn Cao Thúy Nhi, Phương Anh Đào lại tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với vai diễn Thảo Ly trong Em gái mưa của đạo diễn Cao Ai Tuấn Anh. Dù chỉ là vai diễn thứ chính, nhưng vẻ đẹp ngọt ngào với những tính cách rất phụ nữ của cô đã gây được thiện cảm với khán giả. Từng bước một, cái tên Phương Anh Đào dần được công chúng đón nhận nồng nhiệt và trở nên thân thuộc hơn với truyền thông giai đoạn này. Cùng trong năm đó, bộ phim Chàng vợ của em do Phương Anh Đào đóng chính cũng được ra mắt. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Anh Quốc do Charlie Nguyễn đạo diễn. Khác với vai nhẹ nhàng ở hai bộ phim trước, hình tượng của Phương Anh Đào trong bộ phim này có phần mạnh mẽ, tự tin và cứng rắn hơn. Sự khác biệt này cho thấy nữ diễn viên có sự chuyển đổi cương nhu linh hoạt, uyển chuyển trong nét diễn và tính cách của nhân vật. Bên cạnh thần thái của một cô gái chẳng biết sợ là gì, Phương Anh Đào còn thể hiện nội tâm phức tạp ở nhiều phân cảnh tâm lý của Mai với mẹ hay những người đàn ông quanh mình. Nói về những nỗ lực của Phương Anh Đào trên phim trường, Charlie Nguyễn dành nhiều lời khen ngợi sự chịu khó của nữ diễn viên mới. Anh cho biết, mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Phương Anh Đào có tư duy về nghề rất tốt, có sự thông minh và nhạy bén của một người diễn viên khi xử lý tâm lý nhân vật mà mình đang đóng. Đặc biệt, Phương Anh Đào có một sự cứng đầu vô cùng đặc biệt. Khi đạo diễn yêu cầu Phương Anh Đào chỉnh sửa diễn xuất của mình, việc đầu tiên Phương Anh Đào làm là phản bác. Tại sao lại phải làm thế này mà không phải là thế kia? Bởi vì cô luôn luôn có rất nhiều ý tưởng sắp sẵn cho nhân vật của mình khi đến phim trường, và Charlie Nguyễn phải thuyết phục cô hiểu rõ và chấp nhận làm theo hướng dẫn của anh. Bộ phim Chàng vợ của em sau đó đã đoạt giải Cánh diều vàng 2019 trong hạng mục phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sau đó, nữ diễn viên có tham gia một số dự án kinh dị như Bằng chứng vô hình, Vô diện sát nhân, Bếp trưởng tới, v.v. Bộ phim ấn tượng gần nhất mà Phương Anh Đào tham gia cũng là bộ phim đạt được rất nhiều giải thưởng ở trong và ngoài nước, Cho tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Cô đảm nhận vai Nhàn, một trong ba nhân vật nữ chính, nhưng bất ngờ thay, lại là một trong những thành viên cuối cùng được chọn vào đoàn phim. Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đóng vai Loan kể về câu chuyện tìm diễn viên chính. Phương Anh Đào là một trong những gương mặt đầu tiên tôi gửi hồ sơ cho đạo diễn trong giai đoạn đầu dự án, nhưng anh Chuyên đã gạch tên vì cho rằng em ấy quá xinh, không hợp vai gái quê. Sau đó 3 năm, qua một lần diễn thử, Phương Anh Đào mới được chọn đóng vai Nhàn. Để đóng phim trong vòng 1 tháng, diễn viên Phương Anh Đào đã cùng các bạn diễn đến Cà Mau để quan sát và học hỏi. Cô phải đi phơi nắng, học cách nấu cơm và làm việc nội trợ như một người phụ nữ nông thôn. Khi bấm máy, Phương Anh Đào cũng sẵn sàng phá bỏ hình tượng, trang điểm đen đúa, tô răng bớt trắng để có thể hóa thân thành nhân vật Nhàn. Những cố gắng của nàng thơ mùa hè đã được đền đáp xứng đáng, không còn mang nét sắc sảo dịu dàng vốn có ngoài đời thực. Phương Anh Đào trong Cho tàn rực rỡ là một cô gái chân quê mạnh mẽ, sâu sắc và giàu lòng yêu thương. Sau biến cố cuộc đời, Nhàn mất đi dáng vẻ vô tư sởi lợi vốn có, thay vào đó là hình ảnh một người đàn bà ẩn nhẫn, nuốt đau thương vào trong để sống. Để rồi khi những giọt nước mắt vốn kìm nén bấy lâu của Nhàn trực trào, cũng là lúc diễn xuất của Phương Anh Đào bùng nổ. Cuối cùng là dự án gần đây nhất, hiện đang công chiếu tại rạp trong dịp Tết này, Mai, được đạo diễn bởi Trấn Thành, chia sẻ về dự án đang được khán giả vô cùng quan tâm. Phương Anh Đào cho biết, Mai đánh dấu kha khá lần đầu tiên của nữ diễn viên. Để thuyết phục được người xem rằng Mai là một nhân viên massage lâu năm, Phương Anh Đào đã dành hơn 1 tháng để học massage chuyên nghiệp. Đặc biệt, ở mỗi lần on set, Phương Anh Đào đều chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho thử thách diễn xuất mang tính ứng biến hiện trường, thậm chí thay đổi nhiều so với kịch bản để phù hợp hơn với đường dây tâm lý và thoại hợp lý hơn với phân cảnh. Chưa kể, đó đều là những phân cảnh nặng, đòi hỏi mình vừa phải giữ được đường dây cảm xúc, tâm lý cho Mai, vừa sẵn sàng để ứng biến theo yêu cầu phát sinh của đạo diễn, theo đúng kiểu, nhạc chỗ nào là nhảy chỗ đó. Điều này vừa là thử thách lớn, nhưng cũng rất hấp dẫn, rất kích thích đối với một diễn viên.
Với dự án này, anh Đào thấy mình hoàn toàn sống là nhân vật, được thể nghiệm rất nhiều màu sắc, cung bậc và mình cảm thấy rất đã. Mỗi ngày, đặc biệt là sau những phân đoạn khó, ngoài việc cảm thấy rất thăng hoa khi đã xài cảm xúc quá nhiều, đến tối về thì chỉ còn cái xác, còn cái hồn bay mất tiêu, Phương Anh Đào chia sẻ về quá trình quay phim Mai. Đạo diễn Trấn Thành cho biết, với anh, Phương Anh Đào còn hơn cả một sự lựa chọn. Chính vì thế, anh mong qua vai Mai, khán giả có thể nhìn thấy một con người mới của Phương Anh Đào với những tính cách khác biệt so với cô từ trước đến nay. Có thể thấy rằng, Phương Anh Đào đã góp mặt trong kha khá những tác phẩm điện ảnh có chất lượng, cả nghệ thuật lẫn thương mại. Cô đã cho thấy mình là một diễn viên rất có thực lực, diễn xuất đa dạng, không lặp lại bản thân của mình thông qua mỗi dự án điện ảnh mà cô tham gia. Có lẽ điều cô cần nhất bây giờ chỉ là một vai diễn bật lên được ấn tượng của khán giả đối với mình. Nếu đã xem phim dịp Tết này của Trấn Thành rồi, thì theo bạn, vai diễn Mai này có làm được điều đó hay không? Hãy cho chúng mình biết ý kiến ở phía dưới phần bình luận nhé! Nội dung của video này được chúng mình tổng hợp từ các trang thông tin báo mạng trong nước. Nếu biết thêm thông tin nào về nàng thơ điện ảnh Phương Anh Đào hay có chi tiết nào sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.